Chào tất cả các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu mô hình trồng thanh long ruột đỏ đem lại thu nhập khủng cho bà con nông dân nha mấy bạn. Đó. Đây là vườn thanh long ruột đỏ mình trồng được 2 năm nè, đang trái vô mù sông đèn. Tuy giá thanh long lúc bị bệnh corona thì xuống 5.000 một ký, nhưng mà bây giờ giá đã lên lại nha mấy bạn. Sau 2 tuần dịch đó, thì giá đã lên lại rồi. Trời đẹp. À, trụ thanh long thì mình trồng khoảng cách khoảng 2 mét nha mấy bạn. Trụ mấy bạn làm thấp thôi, tại vì mấy bạn phải phát bệnh làm bệnh thanh long á. Mấy bạn làm cao, trồng cao thì mấy bạn sẽ không làm được. Trái này còn khoảng 10 ngày nữa chín, đang ẩn rồi nha mấy bạn. Đây. Một gốc một nhánh thì mình để khoảng một trái tới hai trái thôi nha, không để nhiều trái. Bên đây thì có đám thanh long mới vừa xong đèn xong, thì giá mà bông như vậy á ít nhất 20.000 một ký, nếu mà tới lúc chín là ít nhất 20.000 một ký. Thì đám này mới vừa rút đèn khoảng 10 ngày thì bông về khoảng 20 ngày nữa thì bông nó nở đó. Bông này còn tiễn lựa lại nữa nha mấy bạn. Bên đây thì đám này thì trái này xong đèn chín, sắp chín rồi, 10 ngày nữa chín. Thanh long này nó ra bông nhưng mà nó ra nhiều đợt nữa các bạn. Nụ nhỏ nè, rồi nụ lớn hơn thì mình sẽ luyện là những nụ mà bột cỡ á, thì mình dễ làm hơn, dễ chăm sóc nữa. Rồi những nụ nào mà không lớn mới chai mình lật bỏ. Đó, một gốc mình để khoảng 10 đến 20 trái thôi, tùy cái độ tuổi của gốc á. Thanh long này là thanh long già nha mấy bạn. Cái này mình mới vừa xong đèn, mình mới bẻ ra, rút râu ra,